cảm của quý vị dành cho gia đình cũng như vợ chồng Ngọc Hải và Kim Ngân xin gửi tới vợ yêu ca khúc được mang tên Vợ Tôi. Xin mời toàn thể chúng ta cùng lắng nghe. Oh,
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tình cảm quý vị rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn đã ban tặng cho nam ca sĩ kiêm chú rể Ngọc Hải của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giây phút này đây, trong những lúc giải lao thoải mái của cô dâu thì trân trọng kính mời chú rể nắm tay cô dâu đứng lên để toàn thể các vị khách quý chúng ta cùng chứng kiến, và xin trân trọng kính mời tất cả các vị khách quý ở phía dưới sẽ hướng về sân khấu để chúng ta sẽ chứng kiến tất cả những món quà thân yêu đến đây từ quan viên Hòa Nhạc Gái. Xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ, tình cảm của anh chị, các cháu, cháu Hành, cháu Nghĩa, cháu Nguyệt, anh chị Thành Thái, anh chị Nhân Phúc, anh chị Nga Hiếu, tất cả những món quà thân yêu của Nhạc Gái sẽ trân trọng kính mời tiếp cận sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời.